Hôm nay, Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện giáo phận Bùi Chu cho biết sẽ tạm hoãn hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu tại xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thông báo của Ban xây dựng nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu cho biết, sau khi cầu nguyện chung, suy nghĩ, lắng nghe ý kiến của các linh mục hữu trách và những người thành tâm, thiện chí về công trình nhà thờ chính tòa Bùi Chu, tạm thời Ban xây dựng nhà thờ quyết định tạm hoãn việc hạ giải công trình này. Hiện chưa có quyết định về phương án cụ thể sẽ làm như thế nào vào thời điểm này. Theo kế hoạch trước đó, nhà thờ chính tòa Bùi Chu sẽ được hạ giải sau 134 năm tồn tại. Do công trình này đã hư hại, xuống cấp, xuất hiện nhiều vết rạn nứt và bị dột nát, nhà thờ đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn đứng trước nguy cơ sụp đổ. Nếu không đại tu sẽ không an toàn cho các sinh hoạt tôn giáo của giáo dân tại đây. Việc hạ giải sẽ được thực hiện vào ngày 13 tháng 5. Tuy nhiên, sau khi có thông tin giáo phận Bùi Chu sẽ hạ giải nhà thờ chính tòa, đã có rất nhiều ý kiến từ các tổ chức, cá nhân kiến nghị cần bảo tồn nhà thờ cổ này. Trước sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan chuyên môn đã khảo sát và làm việc với đại diện giáo phận Bùi Chu, song đến nay vẫn chưa có phát ngôn chính thức về việc có tiếp tục đại tu theo kế hoạch hay chuyển sang phương án trùng tu bảo tồn. Ban xây dựng nhà thờ chính tòa cũng mới chỉ có thông báo tạm hoãn việc hạ giải nhà thờ này.